Như vậy là chỉ còn hơn một ngày nữa thôi là đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ bước vào một cái đấu trường danh giá nhất thế giới, đó là World Cup 2026. Sau khi bốc vào cái lá thăm may rủi thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã lằm vào cái bảng F, nơi có mặt của ba đại diện khác, đó là Indonesia, Iraq và Philippines. Ở cái bảng đấu này thì đội tuyển Việt Nam cũng đang là một cái ứng cử viên sáng giá nhất cho cái tấm vé đi tiếp, khi chỉ phải chạm trán với Indonesia cùng với cả Philippines. Còn Iraq thì gần như họ cũng đã có được một cái tấm vé đi tiếp cho mình rồi. Vì vậy, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chúng ta sẽ là Indonesia và Philippines anh em nhé. Và vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2023 tới đây thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có chuyến làm khách trên sân nhà của Philippines. Liệu rằng huấn luyện viên Châu Siêu có đánh bại được đội tuyển quốc gia Philippines để mang về cái niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ đội tuyển Việt Nam hay không? Thì ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng với Kèo Bóng Tôn Tử, chúng ta sẽ đi tìm hiểu sơ bộ về cái công tác chuẩn bị của hai đội bóng cũng như là cái thành tích phong độ của hai câu lạc bộ trong cái khoảng thời gian gần đây trước khi bước đến với cái phần chốt kèo nhà cái anh em nhé. Và trước khi bước vào cái tâm điểm của video này thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại những cái thành tích mà Tôn cũng đã mang lại cho anh em trong cái ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì Tôn cũng chỉ lên duy nhất một cái video, đó là trận cầu thuộc khuôn khổ là lượt trận thứ 14 của giải La Liga 2, khi mà Real Oviedo đã có cuộc chạm trán với cả Cartagena. Trận cầu này thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em với ba cái mã kèo chính, đó là anh em chọn tài hiệp 1 3/4, tài trận 2 hòa và chọn đội khách Cartagena được chấp 3/4 bóng cả trận. Sau khi kết thúc cái trận đấu này thì hai đội bóng cũng đã hòa với nhau với tỷ số là 1-1, thì cũng đã giúp cho những anh em nào mà đã theo dõi kênh Kèo Bóng Tôn Tử của chúng ta cũng đã có được một cái niềm vui chiến thắng rất là rực rỡ rồi, khi mà anh em cũng đã ăn được cái kèo tài hiệp 1 và ăn được trọn vẹn cái kèo đội khách và chúng ta hòa cái kèo tài 2. Ba mã kèo chúng ta ăn 2 và hòa 1 thì cũng đã quá là rực rỡ rồi. Và trên đây cũng là những cái mã kèo mà Tôn cũng đã đồng hành trực tiếp với anh em trong các cái hội nhóm. Ở trong nhóm của Tôn thì ngày hôm qua cái trận cầu này, khi mà theo dõi trận đấu ở phút thứ 75 rồi thì Tôn cũng đã tiếp tục nhồi cho anh em vào cái mã kèo, đó là đội chủ nhà chấp 0.5 bóng cả trận và chọn tài trận 1.5, thì cũng đã giúp cho những anh em đồng hành cùng với Tôn trong các hội nhóm chúng ta cũng đã có được một cái niềm vui viên mãn rồi anh em ạ. Và ở cái video này thì Tôn cũng xin chia sẻ cho toàn thể anh em biết được rằng là ngày hôm qua cũng có rất nhiều những anh em cũng đã tìm đến Tôn và xin kèo, xin tham vấn kèo và xin được vào nhóm để đồng hành lâu dài cùng với Tôn. Thì có một người bạn thì Tôn cũng đã trao đổi trực tiếp, mà ngày hôm trước Tôn cũng đã lên một cái video, đó là cái video cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội. Anh em nào mà chưa xem cái video này thì anh em hãy khẩn cấp ấn vào cái video này, anh em xem về cái thủ đoạn tinh vi của cái bọn nó mua bán kèo trên mạng, nó lừa đảo anh em như thế nào nhá. Rồi, để nối tiếp với cái góc cảnh giác 2 thì xin mời quý vị hãy nghe một đoạn mà Tôn cũng đã trao đổi cùng với người anh em ngày hôm qua, cũng đã có được những cái mã kèo vô cùng là chất lượng anh em nhá. Anh qua cò thì nó không có cái kèo đồng banh. Bạn thấy không, anh em đánh có ai thua đâu, có mỗi bạn bị thua mất cái kèo là đồng banh, à là kèo là chấp 0.25, còn kèo trong trang là đồng banh ăn 80. Bạn hiểu chưa? Hồi nãy anh giỏi quê cái đó mà ở đây nó không có kèo đồng banh. Nó là nó không muốn cho bạn đánh cái kèo đó, tại vì cái kèo chấp cao như thế kia nó ăn rất là cao, ăn gấp 2.10 mấy cơ mà. Bạn hiểu chưa? Bạn có nhìn thấy tôi gửi kèo cho bạn không? Bữa kia là có nhiều đồng bánh ăn 8 đồng. Bạn gì như nó nói gì đồng nữa. Nó nói gì thôi. Thế bạn thấy chưa? Cái thiệt thòi của bạn là khi bạn chơi qua cò nó là như thế. Bạn hiểu chưa? Bạn chơi qua cò bạn không có được cái lợi thế. Thứ nhất là kèo mình không có nghĩa là mình là người đúng không? Đam mê bóng đá. Mình là người xem trực tiếp những cái trận đấu mình sẽ chơi. Bạn hiểu chưa? Nên là mình dựa vào cái cơ sở đó mình sẽ nhồi kèo trực tiếp trong trận đấu với những cái mã kèo vô cùng là chất lượng. Bạn hiểu không? Đấy, chứ không phải là bây giờ mình mất công mình xem bóng đá. Tôi sợ 9-10 giờ còn chưa dậy. Chắc phải tầm khoảng 11:30. Tại vì là bạn biết thừa là bọn tôi bạn biết là
Bạn biết là bọn tôi làm về bóng đá đúng không? Làm về bóng đá thì thường thường là thức thêm thức hôm thức đêm. Đầu giờ 1 giờ nha, 1 giờ lúc đó em nghe máy qua cho anh nha. Ừ được, 1 giờ nhá. Ok. Dạ, ừ đấy, thế nhưng mà hôm nay như vậy là cái đoạn bây giờ mà giải hạn 2 Tây Ban Nha cho là được không? tôi nghĩ trận này có khi lại hòa kèo vì có thể là khả năng xảy ra tỷ số là 1-1. Ừ. Nên là bạn, nếu mà bạn đánh cầm trang nha, những cái trận là mình cảm giác là bạn phải hiểu như này, mình là người chơi ok đúng không, thì mình nếu mình người cầm trang ấy thì trận đấu này tôi chỉ đánh mỗi tỷ số thôi, bạn hiểu không, đánh đúng có 3 vị tỷ số 1-1, 2-1, 1-2 chấm hết, bạn hiểu chưa. Thì nếu bạn bảo là cái kèo của nó là thì bạn bảo là cái giải hạng 2 này nó khó, nói chung mình soi kèo thì soi thế thôi, nhưng mà cái thông tin của nó không được đầy đủ, với cả cái hạng 2 này mình cũng không xem, bạn hiểu chưa, mình gọi là cũng là cập nhật những cái thông tin là từ những cái gọi là thông số mình có được thì mình cũng gọi là lên kèo thôi, chứ còn thực ra cái trận này bạn xem đấy, tôi lên video đấy có ai xem đâu, đấy những cái trận này người ta có quan tâm đâu, bình thường nha, những video của tôi là toàn nhiều người xem lắm, nhưng cái video này có ai xem đâu, tại vì cái trận này nó không không quan tâm. Mấy cả chắc chắc khả năng đợt này là giới đầu tư là khả năng là nó sẽ để dồn tiền và chuẩn bị chơi Euro mà đấy, nên là bạn bảo là rất là khó, nhưng mà vừa xong là lãi được, có nghĩa là ăn được tài này, ăn được xỉu trận này, thua thì thiếu thiếu 20 sao mà bảo thua lại cái kia 15 thua 7 triệu rưỡi. thế là đánh cái kia là 20 và tôi tưởng là đánh đánh 25 triệu. Đầu 20 thì kiếm 15 chứ. Đánh 20 và đánh cái kèo handicap đội chủ nhà là 15, thua mất nửa tiền là thua mất 7 đồng rưỡi. Ừ. Thế là coi như là mình vẫn được 13 triệu 500 đúng không? 12 năm chứ. 7 triệu rưỡi, 12 triệu 500 thôi thế cũng được bạn ạ. Làm gì ra? Nói chung là đấy bạn thấy chưa? Không. Rất là thiệt thòi. Ở đây, không có luôn. Hử? Ăn 9 à. Ăn có 9 à? Ăn cái 9 à, 90. Má, nói đấy, bạn thấy chưa? Cái lợi thế của mình là cái lợi thế là phải cầm trang. Chứ bây giờ mình chơi qua chúng nó phải nói là nó quá bất tiện. Bạn phải hiểu nếu mà mình là người cầm trang nhá, những anh em mà ở Đây trong đây nhóm. cho cái kiểu Ừ. họ cho cái kiểu họ thôi chứ họ đồng banh thôi chứ làm thì có thua được gì thiệt gì. Thế bạn bạn có vào được cái kèo hai đội hòa không? Đâu 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 cái gì có vô được đâu. Báo là không nhận à? Thế cái kèo hòa đấy nó nhân gấp 3.30 lần. Có nghĩa là nhân gấp 3.3 lần. Mình đánh, thí dụ mình đánh 5 triệu thì mình ăn được thì mình được là 15 triệu. Bạn thấy chưa, vừa nãy tôi đánh cái kèo hòa đấy 2 triệu đấy, ăn 6 triệu 3 đấy. Bạn có thấy cái kèo, có thấy cái mã kèo tôi đánh không? Đánh kèo hai đội hòa nhau, kèo châu Âu đấy. Là đánh 2 triệu ăn 6 triệu 3 đấy. Còn hôm nay nói chung là tôi cũng kiếm được một tí, cũng kiếm được mấy chục. Ngon gì bình thường, ăn thua gì, bạn bảo là ăn thua gì, đây là có mới có một trận, còn những trận trước không thần tính. Nói chung là bạn thấy không, những mình lợi thế của người cầm trang ấy là khi vào trận đấu ta mới chơi. Mình là người làm trên kẹp tài thì bao giờ vào trận mới chơi. Bạn hiểu chưa? Còn mình đi xỉu thì mình đi chơi đi sớm, trước trận là mình phải vào rồi, hoặc là vào trận phát mình phải vào ngay. Mình phải vào ngay không có kèo lạ, vì cái kèo tài xỉu, cái kèo tài nó sẽ hạ rất là nhanh, bạn hiểu chưa, kèo tài xỉu nó hạ rất là nhanh, còn cái kèo chấp thì mình cứ vào trận mình xem khoảng 5 đến 7 phút xem hai đội bóng họ chơi theo kiểu kiểu cách như thế nào, bạn hiểu chưa, thì lúc đấy thì mình mới vào kèo handicap. Chứ còn bây giờ bạn bảo là bây giờ nó đã đá đâu biết cái lối chơi nó như nào, nó đưa ra sơ đồ như vậy thôi thì mình cũng là dựa vào đấy là mình tính toán là có đến 60 đến 70% là tỷ lệ thành công rồi. Thế nhưng mà trong trận đấu chả biết lối nào lần, nên là thường thường tôi vẫn bảo anh em là anh em nào mà đánh tài, đánh trên kẹp tài thì anh em chờ vào trận 5 đến 7 phút hoặc là thậm chí đến 10 phút chúng ta cũng vào kèo. Còn anh em mà nào mà đánh xỉu và đánh dưới thì chúng ta lên chơi trước. Bạn hiểu chưa? Tại vì cái kèo kèo dưới thì không bao giờ có chuyện là nó sẽ được tăng tiền lên. Chỉ có kèo trên và kèo tài nó sẽ tăng dần tiền lên và nó sẽ hạ kèo dần xuống. Bạn hiểu không? Sao giờ mình ngủ đi đâu còn đâu ấy nè. Thôi ngủ đi bạn ạ, ngủ đi mai chơi. Chứ bây giờ Quýnh thấy cái kiểu kênh của thằng ý hẹn ngày mẹ đó.
đánh kèo nào? Kèo đánh đánh đội chủ nhà. Đội chủ nhà chấp 0.75 á. Nói chung kèo đấy thì tôi không thích. Nói thật bạn đấy là chia sẻ thật là cái kèo đội chủ nhà là tôi không thích cái kèo đấy, còn là, tùy bạn bạn thích thì bạn chơi thôi. Còn tôi thì tôi thích là nếu mà bạn đánh ấy, nếu mà tôi là người cầm trang thế này này thì chắc chắn tôi sẽ vào trận tôi chờ, tôi canh kèo để tôi vào tiền. Có nghĩa là mình đã kết tài rồi thì chắc chắn mình sẽ canh là tài sẽ còn về 1.75 hoặc là 1.5 mình sẽ vào. Bạn hiểu không? Mình sẽ đánh theo cái khoa học như này này, bạn phải hiểu nhá. Mình đánh theo kiểu là 3 4 2 1. Có nghĩa là tài mình đã xác định mình canh tài rồi thì mình sẽ chờ xuống còn 1.75, hoặc là nếu nếu thế trận nhìn nó đơn giản quá thì mình sẽ chờ về 1.5 thì mình vào tài. Đấy, và kèo nó sẽ về dần. Ví dụ như 1.5 nhá thì mình lại sẽ chờ về. Ví dụ như 1.5 nó không nổ được, sang hiệp 2 mình lại chờ về 0.75 mình dồn một phát x2 nữa. Bạn hiểu chưa? Đấy Bây là giờ chứ nó đé là anh không hả? chỉ cần lo chứ nó đé là rồi Ờ, đá rồi đấy. Đá được 6 phút rồi. để Ừ, nhá. Thôi thôi được rồi, được 13 triệu là cũng được rồi. Bạn ạ, mai tính tiếp nhá. Mai có trang thì chúng ta đầu tư nó mới hiệu quả, chứ bây giờ bạn chơi qua cò như này rất là khó bạn ạ, nhá. Ok, bạn, ok. đấy anh em thấy không, ngày hôm qua thì tôi cũng đã tiếp tục giúp đỡ một người bạn đã có được những cái chiến thắng vô cùng là lớn lao anh em ạ. Không những là tôi cũng đã cứu cho người anh em này với cái mã kèo thua khi mà người anh em đã đích đầu tư ngược lại với kèo của tôi, ngược lại thì tôi cũng đã giúp cho người anh em này cũng đã có được một cái niềm vui chiến thắng là mang về cái hiệu quả là 13 triệu trong tay anh em nhé. Nếu như hôm qua mà người anh em này mà không trò chuyện với tôi thì chắc chắn là người anh em này tiếp tục bị thua, và không phải là thua với cái mức là 10 20 triệu mà chắc chắn là sẽ thua rất là nhiều khi mà đi kèo ngược lại với tôi. Với những cái mã kèo mà tôi hôm qua cho người anh em này chơi thì người anh em này cũng đã có được một cái chiến thắng cũng khá là rực rỡ. Tuy nhiên thì anh em cũng nghe cái đoạn mà tôi cũng đã trao đổi trên điện thoại với người anh em này rồi. Những anh em mà đang chơi qua thầu qua cò thì anh em làm sao có được những cái mã kèo chơi chất lượng như mà tôi cũng đang đồng hành cùng với toàn thể anh em trong các hội nhóm. Chúng ta có trang chơi thì bao giờ chúng ta cũng chủ động trong cái cuộc chơi nhiều hơn. Những cái mã kèo nhồi hoặc là trong cái trận đấu nó có nhiều cái tình tiết được diễn ra. Ví dụ như ở cái trận đấu nhá, có 90 phút thì hai đội bóng đá với nhau 20 phút, chẳng may một đội họ bị thẻ đỏ thì cái tình thế nó hoàn toàn có thể đảo ngược lại. Đến lúc đó nếu anh em mà chơi qua khẩu qua cò, anh em không thể nào quay đầu được. Chỉ có những ai cầm trang trong tay thì lúc đó chúng ta mới có thể là xoay chuyển cục diện. Chúng ta thay đổi thế trận và chúng ta đảo ngược cái kèo đó, chúng ta bán cái kèo đó đi và chúng ta nhồi vào cái kèo ngược lại. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ được ăn cả hai đầu anh em nhé. Rồi một chút chia sẻ để cho anh em chúng ta hiểu nhau và chúng ta có được cái cách đầu tư thông minh và mang về cái niềm vui chiến thắng rực rỡ cho mình trong những trận cầu mà anh em sẽ quan tâm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề chính của video này, đó là những cái mã kèo thơm nhất mà tôi sẽ dành tặng đến toàn thể anh em nhé. Nhìn vào cái bảng kèo nhà cái ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy được rằng là giới chuyên môn họ đang đánh giá rất cao cho một chiến thắng đậm dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và cái điều này được thể hiện rất chi là rõ ràng bằng cái mức kèo chấp khi thị trường kèo châu Á họ đang để cái mức kèo Việt Nam đang chấp là 3 phần 4 bóng cả trận. Mức kèo hiệp 1 thì cũng chưa cập nhật nhưng theo tôi khả năng là sẽ chấp là 0.25. Còn với cái mã kèo tài xỉu ở trận đấu này, nhà cái đang để cái mức là 1 hòa cho hiệp 1 và 2 1 phần 4 cho cả trận, với điểm ăn của cửa tài đang là 0.90. Cũng khá là ngạc nhiên khi mà nhà cái họ lại để cái mức kèo tài xỉu khá là thấp anh em ạ. Có thể là những trận đấu gần đây của đội tuyển Việt Nam cũng như là đội tuyển Philippines họ không mang đến được cái tự tin cho người hâm mộ. Chính vì thế mà nhà cái họ không đánh giá cao cho một trận đấu hai đội bóng họ sẽ có những cái màn rượt đuổi tỷ số anh em nhé. Nhìn vào cái phong độ của hai đội bóng trong cái khoảng thời gian gần đây thì chúng ta có thể thấy được rằng đội tuyển Philippines họ cũng đang có một cái phong độ gọi là tạm ổn anh em ạ. Trong 5 cái trận đấu gần nhất của đội tuyển Philippines thì chúng ta có thể thấy được đội bóng này họ cũng đã bất bại ở 3 trận đấu khi mà cũng đã giành được hai chiến thắng hòa một. Trong khi đó thì ở Philippines họ cũng đã để thua hai trận. Với cái hiệu số ghi bàn ấn tượng của Philippines trong những trận đấu gần đây thì chúng ta có thể thấy được rằng Philippines họ cũng chỉ tịt ngòi có đúng một trận gần nhất mà thôi.
Còn lại thì câu lạc bộ này trận đấu nào họ cũng đã lổ súng rất là đều đặn. Không những lổ một bàn mà có những trận đấu họ đã lổ lên đến hai bàn. Ví dụ như là trận cầu khi mà họ tiếp đón Afghanistan, một đội bóng không hề yếu ngay tại sân nhà của mình. Ở cái trận đấu này thì Philippines họ cũng đã đánh bại Afghanistan với tỷ số là 2-1. Còn cái trận cầu khi mà Philippines tiếp đón đội tuyển Đài Loan ngay trên sân nhà của mình. Ở cái trận cầu này thì chúng ta có thể thấy được là hai đội bóng họ đang chơi khá là cởi mở khi mà tổng số bàn thắng cả trận đấu là 5 bàn anh em nhé. Tuy nhiên thì trên đây cũng chỉ là những cái trận cầu giao hữu mà thôi anh em ạ. Đây không phải là cái đấu trường chính thức. Vì thế cái vấn đề mà Philippines họ chơi cởi mở thì hoàn toàn có thể dễ hiểu. Trong khi đó nhìn về cái thành tích phong độ của đội tuyển Việt Nam thì chúng ta có thể thấy được một cái phong độ vô cùng là kém cỏi dưới thời dẫn dắt của huấn luyện viên Châu Siêu. Tuy là những cái trận đấu giao hữu mà thôi, nhưng mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã thua toàn tập mà cũng không thể ghi được bất cứ một bàn thắng nào vào lưới của đối thủ. Ở cái trận đấu gần nhất khi mà đội tuyển Việt Nam phải làm khách trên sân nhà của đội tuyển Hàn Quốc, ở cái trận đấu này thì đoàn quân nhà Châu Siêu cũng đã để thua muối mặt với tỷ số lên đến là 0-6 anh em nhé. Ở cái trận đấu tiếp theo khi mà Việt Nam tiếp đón Uzbekistan ngay trên sân nhà của mình thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng không làm nên được một kỳ tích khi để đối thủ đánh bại với tỷ số là 2-0. Còn ở cái trận đấu tiếp theo khi mà Việt Nam làm khách trên sân nhà của Trung Quốc, ở trận đấu này cũng là một cái trận giao hữu mà thôi, nhưng mà nhìn vào cái cách chơi của Châu Siêu đã đưa ra cho các học trò của mình thì phải nói là vô cùng ngán ngẩm anh em nhé. Những cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam của chúng ta nó không thanh thoát, nó không có những cái độ ăn ý, những cái đường ban bật một chạm cũng như là những cái đường chuyền bóng dài không mang đến cái hiệu quả cho đội bóng của Châu Siêu. Chính vì thế ở những trận đấu tới đây của đội tuyển Việt Nam thì chúng tôi hy vọng là huấn luyện viên Châu Siêu ông sẽ thay đổi cái tư duy và mang đến một cái luồng gió mới cho đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho đội tuyển Việt Nam và cầu chúc cho đội tuyển Việt Nam sẽ hướng đến một cái kết quả là thuận lợi để có được cái tấm vé đi tiếp vào cái vòng trong của cái vòng loại World Cup 2026 anh em nhé. Tuy nhiên thì nhìn vào cái quá khứ xa hơn, chúng ta có thể thấy được sau 3 cái trận thua này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã có được lên đến 3 chiến thắng liên tiếp anh em ạ. Đội tuyển Việt Nam cũng đã đánh bại Palestine với tỷ số là 2-0, đánh bại Syria với tỷ số là 1-0 và đánh bại Hồng Kông với tỷ số là 1-0. Một cái thành tích cũng khá là đáng lẻ phải không anh em? Tuy nhiên thì đây cũng là những cái trận đấu giao hữu mà thôi. Vì vậy cũng không đánh giá được hết năng lực của đội tuyển Việt Nam. Và bước vào cái đấu trường danh giá nhất thế giới đó là World Cup thì chắc chắn huấn luyện viên Châu Siêu ông sẽ đưa ra cho các học trò của mình một cái lối chơi thanh thoát và những cái chiến thuật chơi ban bật làm sao để hướng đến những cái kết quả tốt đẹp nhất cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta anh em ạ. Và cái trận đấu khi phải làm khách trên sân nhà của Philippines thì một chiến thắng đã chắc chắn nằm trong tay của thầy trò huấn luyện viên Châu Siêu rồi. Khi mà chúng ta biết rằng trong 5 trận đấu gần nhất khi hai đội bóng họ đối đầu với nhau thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã hoàn toàn áp đảo so với Philippines khi mà Việt Nam cũng đã toàn thắng ở cả 5 trận đấu lẻ anh em nhé. Ở cái trận đấu mới đây nhất cũng là trận giao hữu mà thôi. Việt Nam cũng đã đánh bại Philippines với tỷ số là 1-0 ngay tại sân nhà của mình. Còn những cái trận đấu sau cùng thì anh em có thể thấy được là Việt Nam với Philippines đối đầu với nhau không có một trận đấu nào là dưới 3 bàn thắng được tạo lên anh em ạ. Ở cái mùa giải 2018 thì khi mà Việt Nam phải làm khách trên sân nhà của Philippines thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã đánh bại đối thủ với tỷ số là 4-2. Cùng với hai trận kế tiếp ở cái giải đấu là AFF Cup thì đội tuyển Việt Nam cũng đã đánh bại Philippines với kết quả là 2-1. Với một cái thành tích đối đầu vượt trội như thế này thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta luôn luôn được sắm vai cửa trên so với đội tuyển Philippines anh em ạ. Với cái mã kèo chấp đang khá là thấp có 0.75 mà thôi thì rõ ràng không một ai nếu mà là người dân của Việt Nam lại đi đầu tư vào Philippines, kể cả là chúng ta có thua chăng nữa nha anh em nhé. Kể cả chúng ta có thua thì chúng ta cũng phải chơi Việt Nam anh em ạ. Chứ nếu anh em là người mang trong mình dòng máu đỏ da vàng thì chúng ta không thể nào mà xem bóng đá mà lại đi cổ vũ cho đội khách được, đúng không anh em?
Hơn nữa với những cái thông tin mà chúng tôi có được thì ở cái khoảng thời gian gần đây, huấn luyện viên Chelsea cũng đã mời những cái chuyên gia hàng đầu châu Âu về để đưa ra những cái phương án tấn công cũng như là phòng thủ cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta có được những cái phương án tốt nhất rồi. Vì vậy thì tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam sẽ giành được một cái tấm vé đi sâu vào vòng trong của cái đấu trường vòng loại World Cup 2026 anh em nhé. Với cái nhận định mà tôi cũng đã phân tích cho anh em ở bên trên, thì chúng ta chẳng có lý do gì mà lại không đầu tư vào cái mã kèo đó là đội tuyển Việt Nam chấp 3 phần tư bóng cả trận với điểm ăn khá là cao, đang là 0.95 anh em ạ. Trận đấu này thì chúng tôi đang hướng đến một kết quả sẽ là 2-1 hoặc là 3-1 dành cho đội tuyển Việt Nam anh em nhé. Và nếu như anh em biết rằng cái sơ đồ chiến thuật của hai vị huấn luyện viên họ đưa ra trong cái trận đấu này thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào cái cửa tài được anh em ạ. Đây, anh em có thể nhìn thấy trên đây là cái chiến thuật ra sân mà bên phía Philippines họ sẽ đưa ra. Nhìn vào cái cầu thủ trên sân của bên phía Philippines thì chúng ta có thể thấy được là Philippines họ không có được những cái cầu thủ chất lượng, đa số là những cái cầu thủ cũ và những cầu thủ đã quá già rồi. Có những cầu thủ lên đến 40 tuổi và có hai cầu thủ 36 và 37 tuổi. Với cái tuổi này thì khả năng ở nhà mà bế con hoặc bế cháu rồi anh em ạ. Chứ cái tuổi là 40 rồi, xế chiều rồi còn đá đấm cái gì nữa đúng không anh em? Chính vì thế thì một cái chiến thắng mà dành cho Philippines hoặc là một trận hòa cho Philippines thì gần như là không có anh em nhé. Anh em có thể thấy là Daniel, một cái cầu thủ cũng đã 35 tuổi rồi. Trong khi đó thì Marinon thì cũng đã 36 tuổi. Còn Eriksson thì cũng đã là 34 tuổi rồi anh em ạ. Trong khi đó thủ thành số 1 của Philippines là Etiedie thì cũng đã quá già rồi. Anh cũng không còn có thể nhanh nhẹn để bay phải bay trái và cản phá những cái pha bóng xuất thần để có thể là cản phá những cái pha gọi là ra chân sấm sét của Hoàng Đức anh em ạ nhé. Chính vì thế ở trận đấu này thì chúng tôi hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào một trận đấu là đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ chơi áp đảo và sẽ có không dưới cách biệt một bàn dành cho đội tuyển Việt Nam anh em ạ. Trong khi đó thì trên đây là cái sơ đồ ra sân của đội tuyển Việt Nam. Anh em có thể thấy được là trận đấu này thì huấn luyện viên Chelsea cũng đã đưa ra cho các học trò của mình với sơ đồ đó là 3-2-2-1 anh em ạ. Một cái sơ đồ gần như là chưa có một đội bóng nào vận dụng. Nhìn vào cái sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Chelsea ở trận đấu này thì chúng ta có thể thấy được thủ thành số 1 vẫn là Đặng Văn Lâm. Hậu vệ gồm có 3 người đó là Việt Anh, Ngọc Hải và Tuấn Tài. Hàng tiền vệ gồm có Văn Thanh và Minh Trọng. Hai cầu thủ này sẽ có trách nhiệm là hỗ trợ cho hàng thủ và bổ trợ cho hàng công anh em nhé. Trong khi đó thì phía bên trên của Văn Thanh và Minh Trọng thì chúng ta có thể thấy được là Tuấn Anh cùng với Hùng Dũng, hai cầu thủ này cũng đang có một cái phong độ khá cao trong màu áo của câu lạc bộ. Và chắc chắn Tuấn Anh ở trận đấu này anh sẽ kiến tạo ra những cái đường truyền vượt tuyến để giúp cho Hoàng Đức có thể là dùng sức mạnh. Anh sẽ tăng tốc và có những cú ra chân vào lưới của bên phía Philippines. Còn hỗ trợ cho Hoàng Đức ở trên hàng công gồm có Tuấn Hải bên cánh trái, còn Văn Quyết ở bên cánh phải. Nói về Văn Quyết thì anh em cũng biết rồi, Văn Quyết là một sát thủ ghi bàn của đội tuyển Việt Nam từ trước đến nay anh em ạ. Và mỗi khi mà anh có bóng trong vòng cấm thì luôn tạo ra những cái pha bóng rất là nguy hiểm về phía khung thành của đối phương anh em nhé. Còn Tuấn Hải thì cũng đang có một cái phong độ khá là cao, anh cũng đang chơi khá là tốt trong màu áo ở cấp câu lạc bộ. Vì thế ở trận đấu tới đây với cái sơ đồ thiên về tấn công như thế này thì chúng tôi đang hướng đến một kết quả sẽ là thuận lợi dành cho đội tuyển Việt Nam và chắc chắn ở trận đấu này sẽ không có dưới 3 bàn thắng được tạo lên anh em nhé. Chính vì thế với cái mã kèo tài xỉu ở trận đấu này thì tôi khuyên anh em chúng ta lên đầu tư vào mã kèo đó là tài hiệp 1, một hòa với điểm ăn đang là bỏ 0.93 ăn đủ, một điểm ăn khá là cao. Cùng với đó là cái mức kèo tài 2 1 phần 4 với điểm ăn đang là 0.90 sẽ là ba cái mã kèo tối ưu nhất để anh em chúng ta đầu tư mang về lợi nhuận cho mình. Tuy nhiên thì tôi có một chút chia sẻ với anh em là anh em là những người cầm trang, anh em chơi trực tiếp trong trận đấu thì chúng ta nên chờ khi trận đấu diễn ra 5 đến 10 phút. Chắc chắn là trong cái khoảng thời gian đó hai đội bóng họ đang thăm dò nhau thì sẽ chưa thể tạo ra những cái pha bóng nguy hiểm được. Vì thế chúng ta canh khi mà cái kèo tài còn xuống 0.75 cũng như là kèo tài cả trận xuống còn cái mức hai hòa hoặc là 1.75 thì chúng ta sẽ đầu tư anh em nhé. Còn với cái mã kèo chấp thì anh em cứ tự tin đầu tư vào Việt Nam với cái mã kèo là 0.75 sẽ là cái mã đầu tư hợp lý để anh em chúng ta mang về lợi nhuận cho mình.
Rồi, như vậy là ở trận cầu giữa Philippines với Việt Nam trong cái khuôn khổ là vòng loại World Cup 2026 thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em với ba cái mã kèo. Ba cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì Tôn cũng chỉ dám nói với anh em là anh em tham khảo mà thôi anh em nhé. Chứ Tôn cũng không dám chốt big bet cho anh em được. Tại vì có thể là khi sát giờ bóng lăn thì cái đội hình chiến thuật nó sẽ thay đổi. Có thể là nhiều cầu thủ họ sẽ bị chấn thương trước trận, hoặc là họ sẽ bị ốm đau gì đó, thì cái cục diện của trận đấu nó sẽ khác đi. Vì thế những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì anh em cũng chỉ lên tham khảo, và anh em mà thấy trùng máu thì anh em cũng chỉ lên chơi vui vẻ văn nghệ mà thôi. Còn anh em mà xác định chơi big bet vào cái mã kèo này thì các bạn hãy trực tiếp liên hệ với Tôn qua cái địa chỉ Zalo mà Tôn cũng đã in trên màn hình. Đó là số điện thoại 0832 406091 hoặc Telegram A còng kèo bóng Tôn Tử, để anh em nhận được những cái tham vấn tốt nhất trước khi trận đấu được diễn ra anh em nhé. Rồi, như vậy là video cũng đã dài, những cái điều cần chia sẻ thì Tôn cũng đã nói hết. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Cuối cùng thì xin kính chúc cho toàn thể quý anh em sẽ có được những cái niềm vui chiến thắng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.